nhìn gần vạch vàng khoanh lại. Ta làm cho đấy. À để em làm đấy cái này. Ta soi ra ở thì cái này cũng có B1 nhá, B1 phải thầy nhá. Nếu mà hai ai là B2 không có tên thì được được 4 đi vào hết. Thế sao? Nói đi nghe hiểu. Đi nhanh thế làm sao mà được, đạp côn nó vào, bỏ chân phanh ra đạp côn vào. Đã đi chưa kém rồi lại còn lao nhanh như tên, bỏ chân phanh ra. Không đi hai lượt nữa về thôi thầy nhỉ. Nhớ đường chưa? Cũng nhớ rồi. Cái này nhá, em lùi em nhìn cái đuôi xe nó phải bánh này này. Và đúng cái con vuông này thì em đỗ lại này. Xe nó có như này, nó phải gần hết cái, nó hết cái vạch đỏ này đỗ lại. Nó mới trướng vạch đỏ này là nó. Vâng. Thế sau này bánh sau nó phải lùi vào đến đây này. Sau nó phải lùi vào đây. Tức là đừng đèo đây mà cứ đến đây thôi. Vâng. Để nó kiểu như này. Sau này lấy hết trái vào. Chứ nếu mà dạ. Em lượn nữa về mà. Cái đồng chí này đi lượn nữa này nó đi nó hơi kém. Sang tuần 92 nó sẽ tập cho đến 12 tháng 5 nó thi tốt nghiệp xong đến bọn em vào đây liên tục. Vâng. Nay chẳng qua anh cho vào được làm quen sân chứ bọn em làm gì đã có lợi. À. Đã biết hôm nào thi tháng 6 ngày bao nhiêu thi chưa thầy? Chưa có lịch thi. Hôm ấy ra thực hành là ngày bao nhiêu nhỉ?
Mùng 1 tháng 4 à? Mùng 1 tháng 4 là bắt đầu là có lịch thực hành. Đấy, mùng 1 tháng 5 là được 1 tháng, mùng 1 tháng 6 là bọn em kết thúc. Thì chỉ khoảng mùng 6, mùng 5, khoảng nếu mà nó không Covid thì chắc là đầu tháng 6 bọn em thi tốt nghiệp. Thì khoảng 15 tháng 6 thì sát hạch. Vâng. Lại còn phải thi tốt nghiệp một lượt nữa. Đỗ thì bắt đầu mới thi sát hạch ạ. Chính xác. Đỗ nó mới cho đi sát hạch, không đỗ được cái tốt nghiệp nó không cho cái này. Tốt nghiệp thì thi ở cấp trường ở ngoài phố mới xong đi xong cái lý thuyết ở ngoài đấy và đi bằng cái xe này, đi ở trong này. Đi xong cái xe này bắt đầu chuyển sang đến đây thi lý thuyết ở trên tầng 2 này, xong mới thi bằng cái xe thiết bị điện tử này. Vâng. Có hai lần thi. Một lần thi tốt nghiệp, một lần thi sát hạch. Cái hôm nọ làm bài ở phố mới lý thuyết đấy là kiểm tra điều kiện. À. Đấy gọi là đủ cái điều kiện để ra học thực hành thôi. Vâng. Chứ thi bài toàn cái thầy cho đáp án ngồi gạch chứ mà đấy là điều kiện với cái bài ấy là đủ điều kiện. Nhiều người cứ tưởng thi cái đấy rồi thôi chỉ còn em cũng nghĩ thế. Còn qua hai vòng thi nữa. Những vòng thi ở đây mới là vòng thi quan trọng này. Vâng. Còn ở trường thì có thể là có thầy vẫn đi chẳng may mà trường có thể vẫn cho thi lại. Hôm ở trường đấy là có thi máy không hay là có máy. À cũng máy luôn ạ. Tuần thì có thể khả năng cho bọn em học năm thứ sáu và thứ hai thứ ba tư rồi cho nhóm 92 học thứ bảy là đến tự động cứ ba người một lượt ạ. Thế thì thầy cứ cho em với Thuấn với Chiến là một lượt đi để ba anh em đi nhá. Cho đi giỏi đi với nhau chứ còn muốn cho ba đứa đi để chết à. Trả lại cái này đi, nhanh đây mà thôi. Cứ thẳng nhìn cân cái lái này kìa. Cái lái kia kìa. Không biết nào là cân à. Nước quay lại nữa đi. Nhìn đấy, thế là cân cái lái. Đi thế thì mẹ ba cái đứa kia thì thầy thì chắc là không dám rời khỏi xe.